chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Mr. Vite mọi người. Và ngày hôm nay mình mới nhận được cái thùng này. Sáng dậy chưa đánh răng rửa mặt, chưa làm gì đã bật máy quay lên quay vlog. Nhiều khi cameraman của tôi cũng trầm cảm lắm mọi người ạ. Nhưng mà không sao, nhận một cái hộp quà mới như thế này thì mình sẽ phải khui ra bạn ạ. Và vấn đề tại sao các bạn biết là mình phải quay cái hộp quà này không? Đây là bởi vì mình nhận quà mà mình không biết mình nhận được quà gì luôn ạ. Chỉ là mình đang ngồi và tự nhiên mình có một cái hộp quà được giao tới. Và đây là một hộp quà bí mật và bây giờ mình cũng không biết nó là cái gì hết. Bây giờ mở ra trong này mà nó là những cái mà giống như kiểu là gì ta? Cũng xem mở ra có mứt Tết không ta? Giờ gần Tết thì chúng ta sẽ được nhận được mứt Tết đúng không? Nhưng mà thôi không sao, nói chung là hôm nay tôi có một quà bí mật và tôi phải khui ra cho bạn xem. Để cùng với tôi xem hôm nay nó là cái gì nhá. Trời, nó bọc kỹ lắm luôn đó mọi người. Chắc là quà xịn nên mà là người ta mới bọc kỹ như thế này. Không biết các bạn, nhưng mà mỗi khi mà mình cảm giác mình nhận được một cái gì ấy mình rất là vui. Dù nó là một gói snack thôi hay là nó là một cái gì ấy nhỏ nhỏ các bạn. Nhưng mà nếu mà nó bự như thế này thì mình sẽ không phải là vui nữa các bạn. Mà mình cực kỳ thung thướng. Ok, mình thấy rồi. Gì đấy? Núp cần dít. Quà đến từ TikTok mọi người ạ. Quà đến từ TikTok. TikTok tặng mình quà Happy New Year. Các bạn nhìn nào, trong cái hộp quà này nó có chữ Happy New Year. Các bạn biết Happy New Year không? Happy New Year là chúc mừng sinh nhật. Mà sinh nhật mình tháng 3, tức là sắp sinh nhật mình nên là TikTok tặng mình quà sinh nhật. Đó, hợp lý luôn các bạn. Ôi chưa gì cô. Tới nhìn tôi hát hò mà. Núp cần dít. Ta-da. Các bạn nhìn thấy gì không bạn? Một cái hộp siêu to khổng lồ. Và trong này có một cái máy. Mình biết máy này nha bạn. Máy này là một cái máy chụp hình Polaroid. Dạ xua. À quên nhầm. Trà sữa. Có vẻ đây là một cái hộp quà mừng gọi là năm mới. Nhầm. Đây là hộp quà mừng sinh nhật mình nha bạn. Và sinh nhật mình sắp đến rồi nên là TikTok đã gửi tặng quà mình. Thật là tuyệt vời các bạn ạ. Thật là hạnh phúc. Ở trong này có xem là có những cái gì không? Ở bên này một cái nữa là một cái như kiểu một cái cuốn phim á. Cuốn phim. Và có một cái lì xì. Thành thơ lướt tết. Lì xì thành con xịn hơn cả Thái Công. Đây là lì xì form với TikTok các bạn. Đây và đang chạy một cái chiến dịch gọi là thành thơ lướt tết. Mình cũng có làm gaming ở trên TikTok và mình cũng đang tham gia cái chiến dịch này. Rất là hot. Các bạn nhìn thấy không? Hashtag thành thơ lướt tết. Đó. Rất là tuyệt vời luôn. Và ở đây là một cái bịch phong bì thành thơ nước Tết rất là gọi là hàng rất là signature độc quyền các bạn. Còn đây là cái gì đấy? Đây là một cái này là để như kiểu là chúng ta sẽ móc vào trong cái máy ảnh vậy đó. Chúng ta có thể đeo như này các bạn. Và trên cái dây này nó cũng có chữ TikTok luôn nha bạn. Trên cái dây này cũng có chữ TikTok luôn. Và đây là một hộp quà rất là đặc biệt đến từ TikTok. Hết chưa? Hết rồi. Còn một cái này nữa. Đây là một cái lịch đến từ TikTok. Từ mình khui nó ra xem mình xem nó bên trong nó cái gì đấy. Rồi, đây chính là lịch đến từ TikTok nha mọi người ơi. Rất là VIP pro bạn nhìn thấy không? Một cái quyển lịch. Sao nó tròn tròn không giống cái hộp bút mà của mấy bé đi học ấy. Sao nó tròn xoay này ta? Ôi, nó bằng kim loại mọi người ạ. Nó bằng kim loại luôn này. Trong này còn có hai cái đinh. Có cái gì không? Sao bro? Cái này chúng ta có thể tháo nó ra được như này các bạn ơi. Hai que này là hai que sắt màu vàng. Cái sắt này các bạn thì chúng ta sẽ cắm vào cái lỗ như này các bạn. Đó, cắm ở đây. Thế sau đó chúng ta có thể để cho nó đứng lên trên bàn. Nó giống như này này. Đó, và sẽ đứng như này. Và cái lịch này thì là lịch để bàn nhé bạn. Lịch hoàn toàn là lịch để bàn. Và mình có thể gọi là xem từng tháng một. Từ tháng 1 năm 2024 xem hôm nay là ngày bao nhiêu. Và bên này nó có những cái nốt nữa. Và cái khung này được làm hoàn toàn bằng gỗ này. Rất là VIP Pro Max luôn các bạn. Cực kỳ VIP luôn. Ok, cái lịch này có lẽ là mình sẽ tìm một cái góc để mình để đi. Đó, rất là tuyệt vời. Quá là tuyệt vời. Yeah. Đây, để đây. Ok. Và bên cạnh đấy nữa thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái máy ảnh Polaroid. Bây giờ mình sẽ khui cái chính nha các bạn. Khui cái chính xem là nó có gì trong này nhá. Trong này mình thấy nó có pin này. Ồ, cái này chạy bằng pin. Đây là một cái dây để chúng ta buộc bên cạnh cái máy ảnh này. Xong tiếp theo nữa, bên trong này chúng ta có hai cục pin. Hai cục pin, hai cái này để lắp vào máy ảnh nha các bạn ơi. Và tiếp theo nữa là một cái Polaroid to đùng, một siêu to khổng lồ ở giữa. Một cái máy ảnh Polaroid. Ôi, trong này nó còn có cái gì ấy? Đây là cái voucher giảm 50.000 đến 100.000 in tách trà sữa. Ở tất cả đây đều có tiếng Việt này. Ồ, cái này là rất nhiều cái gói voucher trong cái này. Và mình sẽ tìm đến địa chỉ này và mình sẽ có thể nhận được quà nha bạn. Cái địa chỉ này nó là cái địa chỉ mà bán cái hạn nó đến tháng 2 năm 2024. Mình sẽ phải dùng hết cái này trong từ giờ đến tháng 2. Còn nếu không thì nó sẽ hết hạn cái voucher này mất. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thử khui cái máy ảnh ra nha các bạn. Cái máy ảnh của mình là một cái máy ảnh, nếu mà mình không nhầm thì nãy là mình nhìn thấy bìa của nó là màu xanh. Nó màu xanh như này các bạn ơi. Một cái máy ảnh màu xanh, rất là cute luôn. Instax. Cái máy này thì mình biết nó và mình thấy nó rất là giống cái máy ảnh mà mình đã từng nhận được ở bên trong quà của Vinamilk. Vinamilk cũng đã có một cái chương trình đổi quà tặng máy ảnh này và đây là một cái máy ảnh mà mình được đến từ TikTok mà mình được tặng nha bạn. Và bên này thì có hai cục pin thì chúng ta sẽ thử gắn nó vào nha. Gắn nó vào và sẽ thử chụp cái tấm ảnh đầu tiên bằng cái máy ảnh này xem nó như thế nào nha bạn. Đó, ok. Ở đây mình có hai viên pin nha bạn và bây giờ chúng ta sẽ gắn, đây là đầu dương này. Okay. Xong, mình đã gắn xong hai viên pin của mình và bây giờ chúng ta sẽ đậy lắp nó lại. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy cái vật tiếp theo, đó chính là
cái túi phim này. Đây là túi phim của máy ảnh Polaroid, nó rất là xinh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cậy nó ra để chúng ta cùng gắn vào xem là khi mà lắp phim vào máy nó sẽ như nào nhé. Đây, chúng ta sẽ có hai pack, và hai pack này thực ra nó rất là mắc các bạn. Hai pack này nếu mà mua như đôi là 170.000 hay 180.000 mới được 10 cái tấm hình này á, 170.000 hay 180.000 gì đó. Và bây giờ chúng ta sẽ khui một cái pack ra trước. Đó, thì chúng ta sẽ có một cái hộp màu đen bên trong này. Và muốn lắp vào thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần mở cái Instax ra, và sau đó chúng ta sẽ lắp nó vào bên trong như này. Đây, ở đây nó có một cái chấm vàng vàng các bạn. Mình biết sử dụng cái máy này nha. Đặt nó vào như này, không được chạm tay vào đây các bạn. Không được chạm tay vào đây, nó sẽ hỏng cái phim này. Rồi, chúng ta sẽ để nó như thế này, lắp nó vô. Vậy là chúng ta đã lắp xong rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đậy nó lại là xong. Cái máy ảnh này thì nó sẽ khởi động rất là thú vị các bạn. Đấy, chúng ta chỉ cần xoay nó ở đây này, nó sẽ tự vặn ra. Đó, mình biết dùng cái này. Và ở đằng trong này thì chúng ta có thể nhìn thấy có một cái ống kính để có thể nhòm. Không biết là các bạn có nhìn thấy ở trong này không, nhưng mà cái lỗ này chúng ta sẽ nhìn qua này các bạn. Ok. Khi mà chúng ta nhìn qua đây thì các bạn có thể chụp ảnh được. Đó. Nhìn qua đây các bạn sẽ chụp ảnh được và nhìn thấy mọi thứ bên ngoài này. Rất là thú vị luôn. Và ở trên cái máy ảnh này nhá, nó có một cái gương ở đây các bạn, một cái gương rất nhỏ, siêu nhỏ luôn. Đây có một cái gương. Và cái gương này khi mà các bạn chụp ảnh, các bạn nhìn vào đây thì các bạn có thể selfie được nha. Bây giờ thì mình sẽ thử chụp tấm ảnh đầu tiên nha các bạn, xem nó như thế nào nha mọi người. Đây, mình sẽ thử chụp một tấm nha. À quên, khi mà lần đầu tiên các bạn chụp cái máy ảnh này ấy, thì nó sẽ có một cái phim. Cái phim đấy nó là cái phim mà gọi là phim nháp. Bây giờ thì mình sẽ chụp một tấm để loại bỏ cái phim nháp ra, rồi sau đó chúng ta sẽ thử cùng nhau chụp một tấm hình xem là cái máy ảnh này nó chụp như nào nhá. Ok, mình sẽ chụp bừa một cái đi. Đây, ok, let's go. Pew. Ok. Nó sẽ loại bỏ cái tấm phim nháp ra trước. Đây. Đây, cái tấm phim này thì sẽ không sử dụng được và sẽ hoàn toàn là bỏ nha bạn. Và bây giờ sẽ bắt đầu chúng ta có 10 tấm phim. Ở trong này các bạn nhìn thấy không? Nó có một cái bộ đếm. Có 10 tấm phim còn lại đây các bạn nhìn thấy không? Đây, số 10 luôn này. Có bộ đếm ở ngoài này luôn cho chúng ta, các bạn nhìn thấy số 10 nhỏ nhỏ ở đây không? Đó, số 10 siêu nhỏ luôn bạn. Đó, rồi bây giờ thì mình sẽ chụp cái tấm ảnh đầu tiên nhá. Mình sẽ chụp một tấm ảnh đầu tiên là tấm ảnh selfie. Ok, mình sẽ selfie một cái. Yeah. Ok. Mình đã có tấm ảnh đầu tiên rồi các bạn. Không biết là cái mặt mình lên đây nó sẽ như thế nào. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ phải đóng nó lại, bởi vì nếu mà chúng ta lỡ tay bấm cái là chúng ta sẽ mất một bức hình luôn. Rồi, đây chính là tấm ảnh đầu tiên, và bây giờ chúng ta sẽ cầm nó và vẩy 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 như này. Cái này thì nếu như bạn nào xem vlog của mèo Simi thì sẽ thấy rằng là mèo Simi có cái máy ảnh này, và mọi người cũng có cái máy ảnh này nha. Và mình cũng có. Bây giờ mình sẽ thử xem là nó lên hình của mình như nào nha. Nó bắt đầu lên rồi mọi người. Nó bắt đầu lên này, các bạn nhìn thấy không? Nó bắt đầu lên hình mình nè, nó hiện lên nè. Đó, bây giờ mình sẽ vẩy thật lực để cho nó lên hết hình nha. Mỗi khi mà các bạn chụp xong một tấm hình như thế này ấy, thì các bạn có thể tự nhẩm trong đầu rằng là bạn mới mất gần 20.000. Vì một cái bức ảnh này trị giá tầm khoảng 17-18.000 các bạn. 180.000 một cái pack này, thì tức là tầm khoảng nó đến gần 20.000 một cái này các bạn. Gần 20.000 đó. Ok mọi người, và bây giờ chúng ta đã có tấm ảnh đầu tiên của Mr. Việt. Đây, cameraman có thể quay bạn coi. Đấy, đây là tấm ảnh đầu tiên của mình chụp bằng chiếc máy ảnh này. Rất là tuyệt vời luôn các bạn. Thật sự rất là thú vị luôn. Và đây là phần quà của mình đến từ TikTok. Một lần nữa cảm ơn TikTok rất nhiều khi mà gần cuối năm rồi mà vẫn nhớ đến Mr. Vịt. Ngày hôm qua tớ đã nhận được một cái hộp quà từ TikTok là một cái hộp mứt Tết rồi. Và tớ cũng đã có chụp ảnh để đăng lên trên Facebook của mình. Và ngày hôm nay tớ lại nhận được thêm một cái hộp quà nữa đến từ, lại tiếp tục là đến từ TikTok. Và đó là một cái chiếc máy ảnh Polaroid cực kỳ xịn và cực kỳ cute luôn. Kasamita cảm ơn TikTok rất là nhiều vì đã tặng mình món quà này. Và ngày hôm nay thì mình cũng chỉ review nhanh cái món quà của mình thôi, bởi vì mình nhận được một quà rất là bất ngờ. Và bây giờ cái ảnh của mình nó lên màu các bạn này. Nó đã lên màu hoàn toàn, nhìn trông tếu không? Và rất là tuyệt vời luôn. Một cái món quà đến từ đại diện phía nền tảng. Hôm nọ thì mình có nhận được quà từ YouTube, và hôm nay sẽ là quà từ TikTok. Rất là tuyệt vời và thực sự cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì sau một thời gian mà mình không hoạt động thì mình vẫn nhận được sự quan tâm đến từ phía các nền tảng, và vẫn được ghi nhận với cương vị là một content creator. Mình tin rằng dù tất cả những món quà giá trị nó nhỏ hay là giá trị nó lớn, nó cũng sẽ đều là những cái động lực rất là tuyệt vời để khiến cho mình cảm thấy muốn sản xuất hơn, muốn làm nhiều thứ hơn để cho các bạn xem trong năm 2024. Các bạn muốn xem vlog nào tiếp theo thì nhớ để lại comment xuống dưới cho mình biết nha. Còn ngày hôm nay cảm ơn TikTok rất là nhiều vì đã quan tâm đến mình, và hẹn gặp lại các bạn trên channel Mr. Vịt Vlog on YouTube và kênh Vịt Chơi Game trên TikTok. Nhớ bấm follow cho mình trên cả hai nền tảng nhé. Còn bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong các video sau nha. Bye bye.